Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin quốc tế, tin Hoa Kỳ và tin Việt Nam ngày hôm nay. Hôm nay là ngày thứ ba, 28 tây tháng 4 năm 2020. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày. Các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, chúng ta sẽ nhanh chóng đi vào bản tin. Đầu tiên là bản tin từ nước Úc. Các thành viên của đảng lao động tại Úc ủng hộ cho chính quyền liên minh của ông Morrison đã lên tiếng kêu gọi Tổ chức Y tế Thế giới phải minh bạch và phải cải tổ trong lúc đối phó với lại siêu vi khuẩn Vũ Hán. Trong cái quan điểm được công bố trên cái tờ Sydney Morning Herald vào ngày 27 tây, thì các thượng nghị sĩ của đảng lao động và kể cả cựu bộ trưởng của Úc đã lên tiếng, đã nói rằng là phía Tổ chức Y tế Thế giới phải có một cái hành động được xem là cải tổ, còn nếu không thì Úc sẽ có thể rời khỏi Tổ chức Y tế Thế giới. Trước khi mà dịch bệnh này bùng nổ thì đảng Cộng sản đã bác bỏ cái việc mà có một cái cuộc bùng nổ của đại dịch, và sau đó thì nó đã bùng nổ vào tháng Giêng, và nó được nhắc lại là đã từng có một bác sĩ và đã lên tiếng tiết lộ là có thể sẽ là một dịch bệnh SARS tương tự như năm 2003. Nhưng Trung Quốc đã che đậy và bác sĩ đã bị trừng phạt và bắt giữ, cũng như là một số công dân Úc ở của Trung Quốc đã bị bắt giữ vì quy chụp cho là đưa tin đồn thất thiệt. Và cho tới tháng Giêng thì đã bùng nổ, và Đài Loan cũng đã báo cho Tổ chức Y tế Thế giới biết về tình trạng dịch bệnh này, và cuối cùng thì đã có bệnh dịch đã lan truyền lên khắp thế giới. Và trong cái phản ứng này thì nước Úc, thượng nghị sĩ của Úc có cái tên là Malcolm Roberts thuộc đảng lao động đã nói rằng là nếu như mà Tổ chức Y tế Thế giới không cải tổ và không có những cái thay đổi chính sách cho nó phù hợp với hiện nay thì có thể nước Úc sẽ phải có một cái cuộc bỏ phiếu và rời khỏi Tổ chức Y tế Thế giới. Đây là thời gian rời khỏi cái tổ chức này bởi vì họ đã làm việc bất lực. Đó là một trong những cái lời phát biểu của vị thượng nghị sĩ này khi mà lên tiếng trong cái vấn đề mà Trung Quốc, Tổ chức Y tế Thế giới đã bị ảnh hưởng bởi Bắc Kinh. Trong khi đó thì cũng tại nước Úc cho biết Bộ trưởng Mậu Dịch của Úc là Đặc Đất và là thượng nghị sĩ có tên là Simon Birmingham đã lên tiếng nói rằng siêu vi khuẩn Vũ Hán này là một cái đe dọa công cộng về sức khỏe công cộng của mọi người, và yêu cầu một cuộc điều tra vào cái nguyên thủy của cái con siêu vi khuẩn này tại Trung Quốc, một điều mà Trung Quốc đã bác bỏ. Phát biểu trên đài radio ABC vào ngày 28 tây, ông Birmingham cho biết Úc có một cái vị trí rất rõ ràng, chúng tôi rất là có đầy đủ lý do để mà yêu cầu một cuộc điều tra nhắm vào cái nguyên thủy và cái sự xuất phát của con siêu vi khuẩn Vũ Hán này đã khiến cho hàng trăm ngàn người trên toàn thế giới đã bị thiệt mạng. Và lời phát biểu của ông đưa ra sau khi mà phía Trung Quốc đe dọa sẽ có những cái đối phó về kinh tế với nước Úc, đặc biệt là ngăn cản tất cả những mặt hàng nhập cảng từ nước Úc. Và vị thượng nghị sĩ này cho biết ông sẵn sàng để mà nói chuyện với phía Trung Quốc, và ông cảm thấy bất mãn khi mà đại sứ của Trung Quốc buông lời đe dọa với nước Úc về việc mà họ đã muốn ngưng nhập cảng các mặt hàng từ nước Úc. Ông nói rằng cuộc điều tra này bắt buộc phải được tiến hành và nó sẽ không để cho tình trạng này xảy ra lần nữa. Và ông cho rằng cái lời đe dọa của Úc là không có nghĩa lý gì đối với lại phía nước Úc. Ông nói rằng là Trung Quốc đang xây dựng một cái tư thế giả mạo, tức là một cái tư thế ảo, cho rằng họ có quyền lực có thể chi phối cả thế giới, nhưng điều này sẽ không xảy ra với nước Úc. Và ông nói rằng Bắc Kinh nếu như muốn đe dọa có những hành động đối với nước Úc thì nước Úc cũng sẽ có những hành động tương tự, và điều này sẽ không có lợi cho Bắc Kinh. Đó là một trong những lời tuyên bố của vị thượng nghị sĩ của Úc khi mà Trung Quốc đe dọa sẽ cắt bỏ tất cả những cái nhập cảng từ nước Úc. Và cũng liên quan tới thời sự quốc tế ngày hôm nay, lần đầu tiên Ngũ Giác Đài đã công bố 3 cái đoạn video, trong đó là các phi công của Hải quân Hoa Kỳ đã phải đối đầu và đã phải có những cái cuộc gọi là được xem là đối phó với lại những cái UFO, tức là những cái vật thể mà không được xác định, mà thường thường người ta hay gọi là người ngoài hành tinh.
Ngũ Giác Đài ngày 27 Tây đã công bố 3 cái đoạn video cho thấy là các lực lượng phi công của Hải quân Hoa Kỳ đang đối phó với những cái gọi là Unidentified Flying Object, tức là những cái vật thể lạ bay mà không xác định được những vật thể này là cái gì. Và họ nói rằng đó đã bay trong thời gian mà lực lượng hải quân này đang có cuộc tập trận. Một trong những video được thu hình vào tháng 11 năm 2004 và hai cái đoạn video khác thì được thu hình vào tháng Giêng năm 2015. Trong đó đều thấy rõ ràng là các cái vật thể này từ satellite chụp xuống thì nó mang cái hình thù màu đen và cũng không xác định được nó là cái vật thể như thế nào. Tuy nhiên thì trong cái video mà Ngũ Giác Đài công bố cho thấy rằng là đã có những cái người ngoài hành tinh hoặc là những cái vật thể lạ thường xuyên xuất hiện ở trong cái bầu khí quyển của trái đất. Và trong đó video này cho thấy là trong cái cuộc tập trận vào năm 2004 và 2015 thì họ đã thu được từ những cái camera cho thấy là nó cách nhau khoảng 100 dặm ở ngoài biển. Và lúc đó thì các cái video này cũng cho thấy rằng là nhìn thấy đây là một cái vật thể nó đang quay tròn. Đó là một trong những cái lời nói chuyện của các cái phi công trong lúc tập trận mà phát hiện vật thể này. Bộ Quốc phòng ngày thứ hai khi mà công bố ra cái đoạn video này cho thấy rằng là họ muốn làm rõ tất cả những cái sự nghi ngờ của công chúng về tình trạng mà có những cái vật thể lạ từ ngoài hành tinh vào trong trái đất. Và hiện nay thì phía Hải quân cũng chỉ công bố video này và không đưa ra một kết luận nào đó là cái gì. Trong khi tờ New York Times thì vẫn tiếp tục theo cái truyền thống của tờ báo này, vẫn đưa ra những cái kịch bản vẽ vời cho rằng đây là những cái người ở ngoài hành tinh hoặc là những cái vật thể ở ngoài hành tinh đã xâm nhập vào trái đất. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế. Và Tổng thống Trump cho biết là ông sẽ cắt bỏ các cái nghiên cứu liên quan đến việc mà giữa con dơi và con người. Đây là một trong những, và đặc biệt là trong cái mối quan hệ với lại Bắc Kinh. Chính quyền Tổng thống Trump đã cắt bỏ tất cả các ngân quỹ cho những cái dự án nghiên cứu về tình trạng mà có những cái sự lây nhiễm từ loài dơi qua con người và nó có liên hệ tới một cái phòng nghiên cứu sinh học tại Vũ Hán, nơi được xem là trung tâm của cái dịch bệnh và đang có nghi ngờ là cái con siêu vi khuẩn này xuất phát từ phòng sinh học trên. Cơ quan nghiên cứu sức khỏe quốc gia gọi được có cái tên gọi tắt là NIH, tức là National Institute of Health, hôm thứ Sáu nói với lại tất cả mọi cái nhà tài trợ cho biết là cái việc mà chính quyền liên bang sẽ cắt bỏ tài trợ cho cái việc nghiên cứu này trong vòng 5 năm tới. Và tờ báo ở cái cơ quan này có trụ sở đặt tại New York cho biết là trước đây họ đã nhận khoảng 369.819 Mỹ Kim cho cái ngân sách của năm 2020. Tuy nhiên, ngân sách này thì họ sẽ bị cắt bỏ bởi vì Tổng thống Trump đã có một cái quyết định cứng rắn khi mà tổ chức này đã không có nói rõ tất cả những cái hợp tác của họ với phía Trung Quốc, đặc biệt là cái viện nghiên cứu về sinh học ở tại Vũ Hán. Đây là viện nghiên cứu có cái tên là Wuhan Institute of Virology và được xem là một trong những cái viện nghiên cứu lớn nhất của Trung Quốc về sinh học. Và cái ngân sách thường mỗi một năm tài trợ cho cái ngân sách này bắt đầu từ thời của Obama. Và tới bây giờ thì chính thức là cái cơ quan nghiên cứu sức khỏe quốc gia đã bị cắt bỏ cái ngân sách dùng để tài trợ, để tìm hiểu về cái sự lây nhiễm giữa loài dơi qua con người. Đây cũng là một trong những cái dấu hỏi nghi ngờ là cái dịch bệnh này có phải xuất phát từ đó hay không. Chúng tôi đã làm việc với Hoa Kỳ và 25 quốc gia và chắc chắn rằng sẽ có những cái biến chuyển sắp tới và chúng tôi sẽ ngưng lại tất cả những cái dự án này. Đó là một trong những cái lời phát biểu của cơ quan nghiên cứu sức khỏe quốc gia của Hoa Kỳ cho biết. Và trong một cái bản báo cáo mới nhất, Trung Quốc đã bị xói mòn về quyền tự do tôn giáo, đặc biệt là cái sự đàn áp càng lúc càng gay gắt hơn. Đó là lời phát biểu của Quỹ Bảo hội đặc trách về tôn giáo thế giới của Liên Hiệp của Hoa Kỳ đã công bố trong một cái bản báo cáo được đưa ra ngày hôm nay. Tất cả các tôn giáo đã bị tấn công tại Trung Quốc, trong đó bao gồm cả đạo Thiên Chúa, đạo Phật giáo theo trường phái Tây Tạng, đạo Hồi và đặc biệt là phong trào Pháp Luân Công. Bản tin cho biết Bắc Kinh không những là giam giữ trên 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ ở trong các cái trại tập trung cải tạo ở Tân Cương, những nơi khác cũng đang có những cái nhà thờ ngầm, tức là những cái giáo hội ngầm và những cái cuộc cầu nguyện được xem là bất hợp pháp tại Trung Quốc.
tức là họ không được phép hành đạo tại Trung Quốc, đặc biệt là đối với những người tôn thờ Thiên Chúa ở tại Trung Quốc. Vào năm ngoái, hàng ngàn người và tập luyện cái phong trào Pháp Luân Công đã bị bắt giữ sau khi mà họ từ chối cái yêu cầu của nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc là từ bỏ niềm tin của họ, và cuối cùng họ đã bị bắt giữ. Và trong cái danh sách mà những cái vi phạm về quyền tự do tôn giáo của Trung Quốc đã gia tăng trong những năm gần đây, đó là lời phát biểu của quỹ hội trưởng đặc trách về tôn giáo, tự do tôn giáo của Hoa Kỳ có tên là Gary Bauer đã đưa ra trong một cuộc phỏng vấn. Và ông cho biết là so với năm 1999 thì thời điểm năm 2020, mức độ đàn áp tôn giáo của Trung Quốc càng lúc càng gay gắt hơn, và Trung Quốc gần như tuyên chiến với tất cả các tôn giáo và niềm tin tôn giáo trên thế giới. Đó là lời khẳng định của ông. Và không có một cái niềm tự do tôn giáo nào có thể được hoạt động một cách thoải mái tại Trung Quốc, và họ bị bức hại khá nặng nề. Đây là một trong những cái bản báo cáo mới nhất của cái người đặc trách về quỹ hội tôn giáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, và trong cái bản báo cáo được công bố ngày hôm nay cho thấy không chỉ có Pháp Luân Công hay là người Hồi giáo, mà ngay cả các người theo đạo Phật, theo trường phái của Tây Tạng, hay là những người theo đạo Thiên Chúa gồm có đạo Công giáo và cả đạo Tin Lành đều bị bức hại, và họ phải tổ chức những cuộc cầu nguyện lén ở Trung Quốc và bị xem là bất hợp pháp. Đó là một trong những cái tin mới nhất liên quan tới tình trạng đàn áp tôn giáo tại Trung Quốc. Và cũng liên quan tới Trung Quốc, con siêu vi khuẩn Vũ Hán này đã khiến cho cái lượng người tham gia vào Internet ở Trung Quốc lên tới kỷ lục. Và con số báo cáo là có 904 triệu người cư dân mạng đang tham gia Internet tại Trung Quốc. Siêu vi khuẩn Vũ Hán đã khiến cho cư dân của Trung Quốc, tức là những người ở Trung Quốc tham gia vào mạng xã hội nhiều hơn và tham gia vào Internet nhiều hơn, gọi là cư dân mạng, đã gia tăng lên 904 triệu người theo một bản báo cáo mới nhất được công bố ngày hôm nay. Tổng cộng là có 710 triệu người đã dùng cái Internet để mà mua sắm hàng hóa. 423 triệu người là dùng cái Internet để mà học vấn, tức là để tham gia vào chuyện học hành. Và trong đó là có tổng cộng là 904 triệu được xem là con số kỷ lục trong tháng 3, gia tăng thêm 75 triệu người so với cùng một thời gian của năm 2018. Và cùng một thời gian này thì ở Trung Quốc thì chỉ khoảng từ 600 triệu tới 768 triệu người sử dụng Internet. Nhưng con siêu vi khuẩn Vũ Hán này đã khiến cho nhiều người dân Trung Quốc có xu hướng lên mạng xã hội và lên Internet nhiều hơn, và nó đẩy cái lượng người dùng Internet tại Trung Quốc lên tới 904 triệu người. Đó là con số được xem là kỷ lục tại Trung Quốc. Và trong khi đó thì liên quan tới Kim Jong-un, Nam Hàn cho biết họ có đầy đủ thông tin tình báo và xác khẳng định là ông Kim Jong-un vẫn còn sống. Đây là một trong những cái bản tin mới nhất. Từ ngày hôm qua thì các giới chức của Nam Hàn cho biết rằng là nhà lãnh đạo của Kim Jong-un vẫn còn sống, trong một cái cuộc họp được xem là kín ở tại Nam Hàn, ở Seoul. Thì Bộ trưởng Bộ Thống nhất của Nam Hàn có tên là Kim Jong-chul nói rằng chính quyền Nam Hàn có đầy đủ tất cả các thông tin tình báo để tự tin nói rằng là không có những cái phát triển bất thường ở tại Bắc Hàn, và trong đó cũng không hề có cái chứng minh là cái tình trạng sức khỏe của ông Kim Jong-un bị suy kém sau khi mà giải phẫu tim. Vị bộ trưởng này vẫn không nói rõ là nguồn tin tình báo nào mà ông ta đã xác nhận như vậy. Tuy nhiên, cũng vào ngày thứ hai thì cái văn phòng của Tổng thống Moon Jae-in cũng đã ủng hộ cho cái việc này và nói rằng là ông Kim Jong-un sức khỏe vẫn bình thường và dường như không có một cái dấu hiệu nào cho thấy là ông ta đã chết hay bị chết não như những cái báo cáo trước đó. Và trong cái chương trình mà New Hour của đài truyền hình BBC thì họ cho biết rằng rất có ít những cái bằng chứng cho thấy là ông ta bị suy sụp về sức khỏe. Đây là một trong những cái tin mới nhất liên quan tới nhà lãnh đạo của Bắc Hàn. Tuy nhiên, cho tới giờ phút này thì Kim Jong-un vẫn chưa xuất hiện trước công chúng, đưa đến một cái câu hỏi rất gay gắt của cộng đồng quốc tế là liệu ông Kim Jong-un có bị gì hay không. Và có nhiều đồn đoán cô em gái Kim Yo-chon sẽ là cái người thay thế vị trí của anh mình nếu như trường hợp Kim Jong-un có vấn đề về sức khỏe. Và bên cạnh đó thì phía Nam Hàn cho biết là có thể ông Kim
đang tìm cách tránh né cái việc mà bị lây nhiễm con siêu vi khuẩn Vũ Hán. Cũng từ tờ Asahi Shimbun, một tờ báo tại Nhật cho biết là Kim Jong-un có thể sẽ không xuất hiện trong cái thời điểm mà được xem là có cái birthday của ông nội, ông Kim Jong-un, tức là Kim Nhật Thành hôm 15 tây tháng 4, là bởi vì nhà lãnh đạo này e ngại rằng cái dịch bệnh siêu vi khuẩn Vũ Hán có thể tác động đến sức khỏe của ông ta. Do đó, ông ta đã tránh xuất hiện trước công chúng một khoảng thời gian khá lâu, đặc biệt là trong thời gian này. Tuy nhiên, các nguồn tin tình báo của Nam Hàn thì cũng khẳng định là không có chuyến biến chuyển bất thường diễn ra tại Bắc Hàn, ngoại trừ khu vực Wonsan, nơi mà có nhiều chiến đấu cơ đã bay trên bầu trời ở Wonsan. Nơi đây đang có một cái khu nghỉ mát của gia đình họ Kim, và chiếc xe lửa đặc biệt dành cho gia đình họ Kim cũng đã xuất hiện tại đây. Và ngày hôm qua thì Kim Jong-un cũng đã gửi ra một lá thư cảm ơn đối với những công nhân đã xây dựng cái khu nghỉ mát này. Đó là một trong những cái biến chuyển mới nhất liên quan tới nhà lãnh đạo của Bắc Hàn, và nó bác bỏ tất cả các cái tin cho rằng là sức khỏe ông Kim Jong-un đã bị suy yếu. Tổng thống Trump ngày hôm qua cũng lên tiếng cho biết là ông biết Kim Jong-un đang làm chuyện gì và sắp sửa có chuyện hay xảy ra, và chuyện này sẽ xảy ra trong một thời gian ngắn sắp tới. Đó là lời khẳng định của Tổng thống Trump, và cho thấy rằng là dường như các báo chí vẫn không biết được tình trạng sức khỏe của Kim Jong-un. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của khu vực Đông Bắc Á. Trở lại Đông Nam Á ngày hôm nay, một thứ trưởng Bộ Y tế của Malaysia đã bị phạt vạ lên tới 229 Mỹ Kim chỉ vì ông ta đã vi phạm vào cái luật gọi là cách ly xã hội. Đây là một trong những thứ trưởng Bộ Y tế. Thứ trưởng Bộ Y tế của Malaysia cùng với một số các nhà chính trị khác đã bị phạt và nhận tội trong việc mà vi phạm vào cái luật cách ly ở Malaysia trong lúc chống đại dịch. Ông này có tên là Noor Azmi Ghazali, được xem là thứ trưởng Bộ Y tế, cùng với lại một người có tên là Perat, được xem là giám đốc trong cái hội đồng của một cái tổ chức ở Malaysia, đã bị tòa án phạt lên tới 1.000 đồng ringgit, tức là 229 Mỹ Kim, vì họ đã tụ tập ăn uống và vi phạm vào cái luật cách ly của Malaysia. Lệnh phạt này được đưa ra tổng cộng 13 người, mà 13 người này bởi vì họ ngồi chung ăn uống với nhau và chụp hình đưa lên mạng xã hội. Và trong đó thì khi phát hiện được tấm hình này thì tòa án đã ngay lập tức cho mời tất cả những người này lên, và căn cứ trên hình ảnh và lời khai, cuối cùng thì tòa án của Malaysia đã phạt vạ lên tới 229 Mỹ Kim cho mỗi một người, kể cả vị thứ trưởng Bộ Y tế. Đây là một trong những cái tin cho thấy là Malaysia đã áp dụng rất gay gắt, và bất cứ ai mà tụ tập lại mà không tuân thủ cái lệnh cách ly xã hội thì sẽ bị trừng phạt. Trong khi đó, ở Hòa Lan đã thay đổi cái tên văn phòng đại diện của Đài Loan. Đây là một trong những cái tin mới nhất. Văn phòng mậu dịch và đầu tư ở Hòa Lan đã thay đổi cái tên là Netherlands Office Taipei, thay vì nó là một cái tòa đại sứ của Đài Loan ở tại Âu Châu. Bản tin cho biết việc thay đổi tên này đã có một cái khi mà cảm ơn Đài Loan, các công nhân của Đài Loan và tất cả những cái việc làm của Đài Loan đóng góp cho Hòa Lan trong cái việc mà hỗ trợ cho Hòa Lan trong cái vấn đề mà chống đại dịch, và đặc biệt là gửi cho những cái khẩu trang. Thì hiện nay cái văn phòng đại diện của Dush, tức là của Hòa Lan ở tại thủ đô Đài Bắc, cho biết rằng họ đã đổi tên, và cái tên này là cái văn phòng đại diện của Hòa Lan tại thủ đô Đài Bắc. Ngược lại, cái văn phòng đại diện của Đài Loan ở tại Hòa Lan, trước đây thì họ dùng cái tên là Republic of China, tức là Trung Hoa Dân Quốc. Thì nay họ đề cái văn phòng đại diện Taipei, tức là Đài Bắc, cho thấy là có một cái hành động tích cực từ phía Hòa Lan đối với lại phía Đài Loan. Và tòa đại sứ của Trung Quốc đã yêu cầu của cái phía Hòa Lan là không thể sử dụng cái tên nào khác ngoại trừ cái tên China. Đây là một trong những cái tin mới nhất cho thấy là Âu Châu đã có khuynh hướng ủng hộ cho cái nền độc lập của Đài Loan. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Đài Loan. Và cũng liên quan tới tình hình của Đài Loan, hai blogger, một người Anh và một kẻ ở Mỹ nhưng lại là kẻ pro Trung Quốc, đã có một cái cuộc tranh luận gay gắt về thân phận của Đài Loan.
Một trong những YouTuber nổi tiếng có tên là Christopher Raymond Ho, người đã đã lên tiếng phản đối một YouTuber khác là Nathan Rich, khi mà Nathan Rich là một người gốc Hoa Kỳ. Nhưng người này vốn đã từng làm việc cho Bắc Kinh trong cái gọi là tuyên truyền cho chế độ Cộng sản Bắc Kinh. Và ông Nathan Rich này vẫn khẳng định Đài Loan không phải là một quốc gia, Đài Loan không phải là một lãnh thổ và Đài Loan là một tỉnh của Trung Quốc. Ngay lập tức thì một YouTuber nổi tiếng của Anh có tên là Christopher Raymond, người đã có hàng triệu follower, tức là hàng triệu người subscribe ở trên YouTube, đã lên tiếng nói rằng Đài Loan là một quốc gia bởi vì họ có một hệ thống tiền tệ riêng, quân sự riêng, có lá cờ riêng, có tổng thống và có một cái hội đồng lập pháp riêng. Đây là tư thế độc lập rõ ràng của Đài Loan. Trong khi ông Rick thì nói rằng Đài Loan chỉ là một tỉnh ly khai của Trung Quốc và đã tấn công Tổ chức Y tế Thế giới, và đồng thời Tổng thống Thái Anh Văn không phải là vị lãnh đạo của một quốc gia mà chỉ là tỉnh trưởng của một tỉnh Trung Quốc mà thôi. Đây là cuộc tranh cãi gay gắt giữa hai YouTuber đều gốc người Âu Châu. Và cái YouTuber bên Mỹ Nathan Rich được xem là một kẻ đã từng làm việc một thời gian ở Bắc Kinh, và cho tới giờ phút này thì Nathan Rich vẫn lên trên YouTube và tuyên truyền rất nhiều những điều có lợi cho Đảng Cộng sản Bắc Kinh. Ngược lại thì Christopher Raymond Ho là một người nhà báo độc lập và là một người có rất nhiều những subscriber, đã lên tiếng và cho rằng là Nathan Rich đang nhận tiền và có những cái hành động tuyên truyền cho Đảng Cộng sản Bắc Kinh, và anh đã chứng minh về tất cả những cái tư thế độc lập của Đài Loan. Đây là cuộc tranh cãi gay gắt và được cộng đồng mạng ở khu vực Á Châu, đặc biệt là những người gốc Hoa, chú ý rất nhiều. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ, thế giới và ngày hôm nay. Và bước qua phần tin Việt Nam, việc mà thiếu thốn và không có việc làm dẫn tới tình trạng buôn lậu đã diễn ra ở các cửa biên giới từ phía Bắc cho tới phía Nam của Việt Nam. Trong đó thì đã có 100 người buôn lậu, họ đã tìm cách tấn công cái lực lượng biên phòng ở ngay khu vực Hà Tiên ở phía Tây Nam của Việt Nam. Đây là một trong những cái biến chuyển mới nhất cho thấy rằng là tình trạng kiếm việc làm khó khăn. Nhiều người dân đã lao ra vào làm những việc bất hợp pháp, trong đó ngành buôn lậu được xem là một trong những ngành đang phát đạt ở khu vực biên giới. Khoảng 200 người đã vác khoảng 250 thùng thuốc lá ở ngoại quốc từ cái biên giới Campuchia để đưa vào Việt Nam, và cuối cùng họ đụng độ với lại lực lượng công an biên phòng và họ tấn công, dùng cả gậy đá rồi dao tấn công công an để mà giải thoát cho tất cả những người buôn lậu khác. Tình trạng này đang diễn ra rất gay gắt ở khu vực biên giới Tây Nam giữa Việt Nam và Campuchia, nơi thường xuyên có những cuộc buôn lậu diễn ra mỗi ngày. Đó là một trong những cái tin mới nhất liên quan tới tình hình tại Việt Nam. Cũng do cuộc sống khó khăn, người dân phải đi buôn lậu bởi vì những kẻ chính phủ không chịu trách nhiệm nhiều cho cái đời sống của người dân trong lúc mà đại dịch đang bùng nổ. Và trong khi đó, xây xong rồi thì mới biết, đó là tình trạng của quan chức Việt Nam. Cứ một cái dự án nào xây xong rồi thì mới phát hiện ra được những cái tiêu cực nằm ở trong các dự án đó, rồi lại đi phá hủy. Đó là cái tình trạng mà hầu hết xảy ra từ Bắc chí Nam, từ những cái dự án xây dựng các cái tòa building cho những cái công xưởng, cho tới những cái hãng xưởng vân vân. Chuyện mới nhất xảy ra là tại Hải Phòng, khi mà họ xây xong cái công xưởng của công ty có tên gọi là Thâm Việt. Đây là một công ty đầu tư từ Trung Quốc vào Việt Nam. Thì trong cái khuôn viên của cái công ty này đã xây luôn cả một cái hình ảnh của cái đường lưỡi bò mà Trung Quốc cho rằng là lãnh hải của Trung Quốc. Họ xây xong rồi thì chính quyền Hải Phòng mới phát hiện ra, nhờ một cái tròn quay từ trên cao xuống, họ mới thấy được là cái đường lưỡi bò này. Và bây giờ chính họ đã chính thức đánh tiếng và lên tiếng yêu cầu công ty Thâm Việt này, vốn là một công ty có nguồn đầu tư từ Trung Quốc, là phải phá hủy các cái mô hình mà được xây dựng theo cái hình lưỡi bò ở tại đây. Đây là một trong những cái tin mới nhất liên quan tới tình hình tại Việt Nam, tức là cái hệ thống quản lý rất lỏng lẻo do hệ thống tham nhũng. Do đó, nhiều cái hình ảnh mang tính chất vi phạm chủ quyền của Việt Nam đã lọt vào trong Việt Nam, và ngay cả việc xây dựng mà họ không nhìn ra cái bản vẽ ngay từ lúc đầu. Khi mà công ty Thâm Việt này xây dựng, đến lúc xây dựng xong thì họ mới biết được có đường lưỡi bò. Rồi bây giờ họ mới yêu cầu là phá hủy cái đường lưỡi bò này ngay trong cái khuôn viên của công ty.
Trong khi đó cái công ty này khi nộp bản vẽ lên xây dựng thì phía chính quyền Cộng sản Việt Nam bằng cách nào đó lại không phát hiện ra đường lưỡi bò cho tới khi họ xây dựng xong. Và bây giờ thì cái giới chức của tỉnh Hải Phòng mới bắt đầu là yêu cầu xóa bỏ cái đường lưỡi bò nằm trong khuôn viên của cái công ty này. Và đây là công ty do Trung Quốc đầu tư. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam. Và cũng liên quan tới tình hình Việt Nam và chỉ có xảy ra tại Việt Nam. Giám đốc một trung tâm văn hóa mang vật liệu văn hóa đi bán phế liệu. Đó là cái chuyện mà chưa bao giờ xảy ra. Ông này có tên là Võ Tuấn Khanh, được xem là giám đốc trung tâm văn hóa thông tin thể thao của huyện Tuy Phước, đã đem một cái vật thể văn hóa được xem là một cái chuông đồng để đi bán phế liệu, khi mà cái chuông đồng này nằm trong nhà kho của huyện Tuy Phước. Và ông ta nói rằng là cái chuông này không có giá trị gì cả, và cuối cùng thì mang ra để bán phế liệu. Trong khi cái chuông đồng này được biết là một trong những cái chuông đã được chế tạo ở tại đây và có giá trị về cái mặt văn hóa tôn giáo và văn hóa của tỉnh Tuy Phước, nhưng vẫn bị đem đi bán phế liệu, và kẻ bán lại là giám đốc của trung tâm văn hóa. Và đây là một trong những cái điều mà chỉ có xảy ra tại Việt Nam mà thôi. Đó là bản tin liên quan tới tình hình tại Việt Nam. Và cuối cùng, ngư dân Việt Nam lại bị tàu lạ tông ở trên biển. Đó là bản tin xảy ra tại Nghệ An. Bản tin cho biết là các tàu cá đã đi đánh cá ở ngoài vùng biển ở Nghệ An và đã bị một chiếc tàu mô tả là tàu chở hàng tông, gọi như là tông sập luôn, và khiến cho chiếc tàu này bị chìm. Và lúc đó thì các ngư dân đã phải bơi trên biển. Cũng may là có một số những ngư dân khác ở gần đó thấy được và đưa tàu tới vớt những ngư dân bị tông lên ở trên thuyền của họ. Tuy nhiên cho tới giờ phút này thì chính quyền Cộng sản Việt Nam vẫn chưa cho biết chiếc tàu lạ chở hàng đó là tàu nào mà tại sao liều lĩnh đâm thẳng vào tàu cá của ngư dân Việt Nam tại Nghệ An. Và tới giờ phút này họ cũng không dám đưa ra lời lịch. Trong khi đó thì các cái người ngư dân nạn nhân của cái tàu lạ đâm thì không được phép tiếp xúc với báo chí, và họ chỉ nói với công an rằng không nhớ là cái số tàu cũng như là cái cờ ở trên chiếc tàu đó là tàu gì mà tại sao tông vào họ. Đây là lời công an kể lại cho tất cả báo chí biết, nhưng báo chí lại không được tiếp xúc trực tiếp với các ngư dân để xem tàu lạ đó là tàu lạ nào. Đó là các bản tin liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả mọi người trong chương trình Houston Nhật Ký chiều ngày hôm nay. Xin các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào mọi người. Bye bye.